Chào anh em nhé, mình là Kẹo Ngon Nam Miền. Thì hôm nay mình lại quay lại để thanh lý cho anh em cái lô cảnh thành lô Thao Hoa Thơ và cảnh TK Hồng Kông anh em nhé. Thì hôm trước mình có khoảng 50 cây thì hôm nay chỉ còn khoảng 30 cây rồi anh em nhé. Còn 30 khoảng 30 cây nữa thì anh em là nhanh tay thì mua hàng nhé. Mình đang thanh lý cảnh lô Tha thì là 1,1 triệu bao ship anh em nhé. Còn cảnh TK là 1,3 triệu bao ship. Trước thì mình bán TK 2,2 triệu, còn lô Tha 1,7 triệu, nhưng mà đây không có thời gian để lắp ráp nữa thì mình thanh lý cho anh em. Đó, toàn bộ số cành này thì mình đều nhập về để lắp ráp cả cây cho anh em nhé. Cành cả cây thì đây đó. Còn bây giờ mình không có thời gian, mình sẽ thanh lý cho anh em hết cái lô cành này để mình chuyên về kẹo. Cái kẹo thì đây, nhà mình rất là nhiều đó. Cành này vừa mới bỏ ra, quay khương cho anh em xem này, bóng vậy. Đó, khương rất là bóng, nhìn rõ khương nó bóng. Đấy, đây là mình còn chưa vệ sinh anh em nhé. Em vừa mới bỏ từ giấy bóng ra này. Đây là thường một thành cảnh lô Tha nhá. Giấy bóng này mình vừa bỏ mới ra, chưa kịp vệ sinh luôn. Còn đây là cảnh 635 này. Đấy, rất là sáng bóng luôn. Đó, hương rất là đẹp anh em nhá. Đấy, thì mình thanh lý cho anh em giá rất là rẻ. Đấy, giá rẻ như trò luôn. Đó, còn đây là cành TK anh em nhé, TK 5,5 này. Đấy, đây là chưa vệ sinh nhá anh em nhé. Đấy, đó, TK là 1,3 triệu, còn lô Tha là 1,1 triệu anh em nhé. Còn đây là 635 này. Đó, rất là bóng luôn. Đấy, 635 anh em nhé. Đối với cái cành 20 inch này thì mình sẽ thanh lý cho mình sẽ bao cho anh em độ chuẩn là ít nhất 80m anh em nhé. Cành 20 inch bao cho anh em độ chuẩn là ít nhất là 80m. Đó, và cành 100% đều không bao giờ bị thấp đuôi chuột anh em nhé. Đó, cành 100% không bao giờ thấp đuôi chuột. Đó, thì bây giờ mình sẽ thông kẹo cho anh em xem cành lô Tha 5,5 anh em nhé. Xem kẹo nó cắn khương nào, thông kẹo cho anh em xem. Đó, thông rất là mượt luôn, không bao giờ có chuyện cắn đuôi thắt đuôi chuột anh em nha. À, còn đây là kẹo cắn khương này. À, tê mình vừa bỏ ra vẫn còn đầy dầu mỡ luôn. Đó, cắn rất là đều luôn, không bao giờ có chuyện bên dày bên mỏng anh em nhé. Nó cắn khương rất là đều luôn. Đó, không bao giờ có chuyện bên dày bên mỏng luôn. Đấy, cành mình bao cho anh em ít nhất là 80m. Còn đây là mình thông cho anh em xem cành 635 này. Riêng hàng mà bị thắt đuôi chuột anh em cứ thông quẹo qua thắt đuôi chuột gửi A cho mình luôn. Đấy, không cần test luôn anh em nhé, đảm bảo với anh em là hàng không bao giờ bị thắt đuôi chuột. Đây là cành 635 anh em nhé. Nó cắn kẹo đều tăm tắp luôn, không bao giờ có chuyện bên dưới bên mỏng anh em nhé. Đó, nên là độ chuẩn cực kỳ là cao luôn. Đó, và là đây, bây giờ mình sẽ thông cho anh em xem cảnh TK 5,5. Đó, ở đây mình chỉ còn khoảng 30 cây anh em nhé. Hôm trước là còn khoảng 50 cây thì anh em đã mua khoảng 20 cây rồi. Đây là cắn kẹo cạnh TK. Đấy, không bao giờ có chuyện bên dưới bên mỏng, đều tăm tắp luôn. Đấy, cắn khương rất là đều. Đấy, nó đều như thế này thì không lý do gì không trụ. Còn bây giờ mình sẽ thông như TK 635. Đấy, riêng cắn kẹo đều này không lý do gì không trụ. Kẹo cắn TK
đó, rất là đều luôn, không bao giờ có chuyện bị dế bên mỏng anh em nha. Đấy, và cành 100% không bao giờ bị thắt đuôi chuột luôn. Đấy, TK là 1,3 triệu bao ship toàn quốc cho anh em, còn Lutha là 1,1 triệu anh em nha. Hàng thì anh em lưu ý hàng này là mình sẽ không cho đồng kiểm anh em nha, bởi vì là tính chất nó rất là nhạy cảm đó. Đấy, mình thì còn phải gửi rất nhiều kẹo nữa nên là không thể làm ăn vớ vẩn được. Anh em làm tin tưởng thì mua hàng, không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên. Đấy, thì anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua hai đầu số clip nhá, số điện thoại và Zalo mình mở 24/24 luôn. Chào anh em.